được lên đây nhờ vào doanh nhân Võ An đã và tin yêu đã tin tưởng đã cho phép Di lên để mà chia sẻ cái bài học trong cái gym sáng ngày hôm nay, gửi lời biết ơn đến doanh nhân Võ An rất là nhiều. Và trước khi đi vào cái quy trình thì Nhi có thể dành ra các anh chị và Nhi dành ra cho mình 30 giây. Chúng ta phải ra quyết định đầu ngày khi mà chúng ta tham gia vào buổi gym sáng này thì các anh chị nhận được cái bài học gì, và các anh chị đã thức dậy sớm rồi thì các anh chị dành cho mình một tiếng đồng hồ này, các anh chị học được cái bí kíp gì và các anh chị ứng dụng để đạt được cái kết quả của mình, thì các anh chị như mời cả nhà cùng nhắm mắt lại để chúng ta đưa ra cái quyết định cho cái buổi gym sáng ngày hôm nay nha. Rồi, Nhi xin nhờ ban tổ chức ạ. Nhờ các anh chị nhóm trưởng gửi cái ra quyết định cho các anh chị trong nhóm mình cùng ra quyết định giúp nha. Rồi, không biết là các anh chị trong buổi Zoom sáng ngày hôm nay có anh chị nào mới và tham gia vào Zoom thì các anh chị có thể comment số 1 cho Nhi được làm quen, cho chúng ta được làm quen được không ạ? Và những anh chị nào đã biết tới Nhi và thân quen với Nhi rồi thì các anh chị comment số 10 nha. Rồi, Nhi xin chào chị Gia Hân ạ. Chào chị Ngọc Phạm. Rồi, những con số 10 rất là nhiều luôn. Các anh chị này, xin chào anh Tạ Việt Việt ạ, chào chị bé Hảo này, rất là tuyệt vời. Có rất là nhiều con số 1 mà cũng có rất là nhiều con số 10, rất là biết ơn các anh chị đã có mặt trong buổi Zoom sáng ngày hôm nay. Và trước khi đi qua buổi Zoom thì Nhi cũng xin phép được chia sẻ và về giới thiệu về bản thân của mình đôi chút để chúng ta cùng nhau làm quen những anh chị mới nha. Nhi tên đầy đủ là Bùi Thị Nhi, Nhi đang sinh sống và làm việc tại thành phố Đà Nẵng các anh chị. Không biết trong Zoom này các anh chị nào đang ở Đà Nẵng thì comment 43 để chúng ta cùng nhau làm quen nha. Nhi biết tới môi trường của câu lạc bộ nhờ vào một cái tin nhắn gieo hạt của một người lạ các anh chị. Bao nhiêu trong số các anh chị có mặt ở đây từ tin nhắn của một người lạ thì các anh chị có thể comment tôi cho Nhi thấy được không ạ? Nhi đã biết tới môi trường câu lạc bộ trong lúc mà mình vô cùng chưa được dễ dàng về tài chính, về sức khỏe, về mối quan hệ các anh chị. Ba không luôn các anh chị ha. Ba không đều không có hết cả nhà. Và rất là may mắn khi cái lúc mà mình bế tắc nhất thì mình lại gặp ánh sáng nơi cuối con đường đó các anh chị. Và một tin nhắn của một người lạ các anh chị nhé. Và một người lạ đó chính là doanh nhân chị Hà Thủy. Đã gieo duyên cho Nhi biết tới môi trường câu lạc bộ các anh chị. Vô cùng qua buổi Zoom này Nhi vô cùng gửi lời biết ơn đến doanh nhân chị Hà Thủy ạ. Người có chị mà Nhi mới có mặt tại đây các anh chị để mà mình học tập rèn luyện và thành công để mà Nhi có thể được đứng lên đây chia sẻ cái hành trình của mình. Nhi rất là biết ơn chị và biết ơn tất cả những anh chị em trong nhóm học tập của mình đã tin tưởng, đã tin yêu, đã đồng hành cùng với Nhi trong suốt thời gian vừa qua các anh chị ha. Rồi. Khi mà Nhi vào câu lạc bộ các anh chị, Nhi cũng giống như cả các anh chị ngồi ở dưới đây, nhưng mà có một cái khát khao, Nhi có một cái khát khao thay đổi cuộc sống và một cái khát khao thành công cực kỳ lớn trong con người của mình các anh chị. Và có nghĩa là Nhi thấy các anh chị doanh nhân trong câu lạc bộ lên Zoom chia sẻ và nói chuyện luôn các anh chị, cỡ nào cỡ tôi cũng phải thành công, tôi cũng phải được ngồi lên Zoom để tôi chia sẻ, mặc dù lúc đó không biết
là mình sẽ chia sẻ cái gì, không biết là kiến thức của mình như thế nào, không biết là mình ứng dụng được không nữa, nhưng bằng bằng một cái niềm tin các anh chị, cái niềm tin chiến thắng á, cái niềm tin khao khát thành công cũng như nó rất là lớn các anh chị. Và mặc dù lúc đó chưa học kiến thức, chưa biết cái gì cả, nhưng mà ra quyết định rồi các anh chị. Niềm tin của mình nó xác quyết ngay từ đầu luôn các anh chị. Vậy thì bao nhiêu trong số các anh chị đang có mặt trong Zoom sáng nay, như thấy là 414 các anh chị, cũng ra quyết định là sau này mình sẽ lên Zoom mình ăn mừng thành công, giúp cho chị Hà Phạm lúc nãy chia sẻ với các anh chị đó. À, chị đã đến với câu lạc bộ từ những cái gì mà chưa có được những cái mối quan hệ hòa hợp với mẹ chồng đúng không ạ? Và bây giờ chị đã có mối quan hệ, và quan hệ là tiền tệ đúng không các anh chị, và chị đã đạt được cái bức tranh tài chính cũng như là bức tranh về mối quan hệ của mình. Vậy thì trong buổi Zoom sáng ngày hôm nay các anh chị sẽ được học và được chia sẻ về cái mối quan hệ làm thế nào để chúng ta chia sẻ từ cái mối quan hệ bất hòa trở thành hòa hợp các anh chị. Thì cho Nhi hỏi rằng là trong Zoom sáng của chúng ta có anh chị nào đang gặp cái tình trạng đó không ạ? Đang gặp tình trạng giống như chị Hà Phạm lúc đó hay là giống như Nhi lúc đó không ạ các anh chị? Comment tôi cho Nhi thấy được không ạ? Quá rất là nhiều các anh chị ha. Và trong cuộc sống của chúng ta thì chúng ta sẽ gặp cái vấn đề đó là cái chuyện sức bình thường đúng không các anh chị? Các anh chị không thể nào tránh được các anh chị ha. Vì trong cuộc sống sẽ có những cái sự kiện, những cái tình huống, những cái con người nó đến với chúng ta. Và Nhi cũng như vậy, Nhi cũng không có tránh được cái quy luật đó các anh chị. Nhưng mà quan trọng là mình biết thay đổi và mình biết cách để mình có mối quan hệ tuyệt vời hơn, đúng không các anh chị? Và khi mà Nhi vào câu lạc bộ các anh chị, Nhi thấy cái kiến thức của câu lạc bộ quá giá trị, và Nhi học Nhi vào học các anh chị và bắt ảnh mà cái để ha. Sẽ có một cái tư duy là mình trong cái gì thì cái đó nó mở rộng. Lúc mà mình gặp được cái bộ công thức này là mình mong muốn cái gì nhất các anh chị, mong muốn cái gì nhất, mong muốn thay đổi về tài chính nhất của các anh chị, mong muốn thay đổi về tài chính. Các anh chị thì mong muốn thay đổi về sức khỏe, các anh chị mong muốn về mối quan hệ. Nhưng mà lúc đó Nhi không có biết là mình phải chọn cả ba đâu các anh chị, chỉ biết là lúc đó tài chính của mình nó đang bế tắc quá, chưa dương về tài chính mà các anh chị, cho nên mình chỉ tập trung vào tài chính thôi. Và mình nghe được rằng trong câu lạc bộ có cái công thức, có cái công thức giúp cho mình thay đổi về tài chính. Và Nhi lao vào đó Nhi luôn các anh chị. Và chỉ có mấy ngày khi mà tham gia vào cái chương trình Zoom sáng, Zoom trưa, Zoom tối như thế này, thì như nghe Dương Nhân Võ An có chia sẻ là một cái chương trình đó là 60 ngày thay đổi cuộc đời, rèn luyện thân tâm trí của các anh chị. Và Nhi nghe được rằng là có 60 ngày thôi, 60 ngày để giúp cho mình thay đổi cuộc đời. Và Nhi ra quyết định luôn các anh chị, ra quyết định luôn là mình tham gia ngay luôn để mà mình thay đổi cuộc đời của mình, để mình được rèn luyện. Doanh nhân Võ An nói là đây là một cái môi trường rèn luyện các anh chị, và để giúp cho chị rèn luyện mỗi ngày. Trước giờ mình có rèn luyện đâu, và trước giờ mình không có rèn luyện các anh chị, thành ra là cái kết quả hiện tại mình đang có nó phản ánh chính xác những cái gì mà mình đã suy nghĩ trong trong quá khứ của mình đã đưa ra quyết định trong quá khứ của mình. Và khi mà mình vào mình học á, thì mình mới hiểu được là có bên trong thì có bên ngoài, chung cái gì cái đó nó mở rộng, luật hấp dẫn là những gì giống nhau sẽ hấp dẫn nhau các anh chị. Chứ lúc đó trước đó mình không hề biết những cái này các anh chị, không hề biết luôn. Và chỉ có khi mà vào câu lạc bộ được rèn luyện thì Nhi mới được chia sẻ và Nhi mới được biết được cái kiến thức này các anh chị. Vô cùng biết ơn môi trường câu lạc bộ các anh chị ha. Và hiện tại thì Nhi đã hòa hợp được cả các mối quan hệ của mình nhờ vào cái bộ công thức trong nhóm rèn luyện thân tâm trí các anh chị. Như biết kiểm soát được cảm xúc, lúc trước Nhi cực kỳ nóng tính các anh chị, và bây giờ đến nỗi mà chồng của Nhi lúc nào Nhi cũng dành phần hơn các anh chị, và chồng của Nhi lúc nào cũng phải chịu thua Nhi, và lúc nào cũng phải chịu thua hết, lúc nào cũng phải xuống nước hết. Và rõ ràng là mình lúc nào mình cũng ở cái thế ở trên các anh chị, mình rất là nóng. Khi mà chồng nói cái câu gì đó là mình phản ứng ngay luôn, mình không có chấp nhận nghe cái gì cả các anh chị, không có lắng nghe, không có thấu hiểu, là rất là khó tính các anh chị ha. Và Nhi bây giờ nó khác ngày xưa hoàn toàn luôn, một năm thôi các anh chị, một năm mà cái con người của mình hoàn toàn khác luôn, biết nói điềm tĩnh hơn,
biết phát triển bản thân, biết nhìn nhận, biết quan sát, biết lắng nghe, biết thấu hiểu. Một cái điều đặc biệt nữa đó là biết biết ơn. Biết biết ơn các anh chị. Lúc trước chỉ biết là ai cho cái gì thì mình cảm ơn thôi, đó là cảm ơn xã giao thôi các anh chị ha. Còn nếu mà hiểu sâu xa tế về tình yêu thương và lòng biết ơn thì nó sẽ cực kỳ sâu, và khi các anh chị ngộ được, các anh chị tốt nghiệp được cái bài học tình yêu thương và lòng biết ơn thì các anh chị cực kỳ thành công luôn. Và bản thân Nhi cũng đã học được cái điều đó các anh chị từ câu lạc bộ của mình, và vô cùng biết ơn môi trường của câu lạc bộ đã rèn luyện Nhi trở thành một con người khác, một cái phiên bản khác các anh chị ha, một cái phiên bản khác. Vậy thì ngay bây giờ, ngay lúc này đây, các anh chị cũng trong quyết định là mình làm câu lạc bộ, mình rèn luyện tâm trí của mình để mà mình thay đổi cái phiên bản của mình thành cái phiên bản khác, được không các anh chị ơi? Yes, nói như trong số các anh chị sẵn sàng thay đổi thì các anh chị comment thôi cho Nhi thấy được không ạ? Đây, chúng ta sẽ sẵn sàng thay đổi nha. Vì chỉ khi các anh chị ra quyết định thì các anh chị mới thay đổi thôi, chứ không có ai có quyền thay đổi cuộc đời của các anh chị được, đúng không ạ? Chỉ có mình mới ngồi xuống, mình ra quyết định, thì các anh chị biết rồi, khi mà ý thức của chúng ta ra quyết định thì tiềm thức nó mới hậu thuẫn cho chúng ta, đúng không các anh chị ơi? Yes. Và những anh chị lúc nãy comment số 1, những anh chị mới, có thể là các anh chị chưa quen với những cái ngôn từ này, các anh chị chưa biết được rằng là mình ra quyết định là như thế nào, cái tưởng tượng là ra sao, thì các anh chị có thể nhờ anh chị nhóm trưởng và trong nhóm học tập của mình, cái người mà đã gieo duyên, cái người mà đã giới thiệu các anh chị tới đây để chia sẻ rõ hơn nha. Yes. Rồi, và cái hành trình của Nhi từ cái mối quan hệ nó chưa được hoàn hảo, chứ nó chưa được hòa hợp các anh chị, thì ngay bây giờ, ngay lúc này đây, sau 1 năm rèn luyện cùng với câu lạc bộ thì Nhi đã có mối quan hệ vô cùng hòa hợp, và quan hệ là tiền tệ, giống như anh chị Hà Phạm có chia sẻ đó, chị bị chững tài chính suốt 6 tháng trời, bởi vì cái gì các anh chị? Bởi vì mối quan hệ. Các anh chị thấy mối quan hệ nó vô cùng quan trọng trong cuộc sống của chúng ta, đúng không ạ? Vậy mà bấy lâu nay mình bỏ qua các anh chị, mình chỉ tập trung làm thế nào để có tiền thôi, chứ không hiểu là cái quan hệ trong gia đình á, tâm của mình nó an thì mọi thứ ở bên ngoài nó mới an các anh chị. Trong gia đình của mình nó đang lủng củng, nó đang bất hòa thì làm sao mà mình có thể kiếm tiền được các anh chị? Trạng đâu mà đi kiếm tiền, tâm trạng đâu các anh chị, đúng không ạ? Ngày hôm nay, tối ngày hôm nay các anh chị còn giận chồng giận vợ, sáng mai lạnh đâu có dám, đâu có nhìn nhau đâu, đúng không các anh chị? Làm sao mà đi làm kiếm tiền được? Mà năng lượng là ngân lượng, có năng lượng thì làm sao mà chúng ta kiếm ngân lượng được, đúng không cả nhà? Yeah. Và mối quan hệ nó chiếm tới hầu như là 90% quyết định cho cuộc sống của chúng ta các anh chị. Tiền bạc chỉ là kết quả, tiền bạc là kết quả của mối quan hệ hoàn hảo các anh chị. Vậy thì bao nhiêu trong số các anh chị đang chưa có mối quan hệ hòa hợp thì ngày hôm nay đây các anh chị hãy ra quyết định tôi có mối quan hệ hòa hợp nha các anh chị. Bởi vì cái bí kíp đầu tiên để giúp các anh chị hòa hợp là các anh chị phải ra quyết định, phải biết được cái điều mình mong muốn là gì. Liên tục trong câu lạc bộ chia sẻ các anh chị điều các anh chị mong muốn là gì, mà các anh chị không biết mình đang mong muốn cái gì luôn các anh chị. Mình sẽ là chính xác những gì mình suy nghĩ các anh chị. Các anh chị đang tập trung vào cái gì thì cái đó nó mở rộng. Hiện tại các anh chị muốn tự do về tài chính, đúng không ạ? Mà các anh chị cái mối quan hệ của anh chị lúc nào nó cũng lồng lộn lên hết, làm sao các anh chị yên tâm mà các anh chị kiếm tiền, làm việc kiếm tiền được các anh chị hát? Cho nên là chúng ta phải bình an ở bên trong của chúng ta trước, bình an ở bên trong của chúng ta trước, được không các anh chị? Và một khi bình an ở bên trong á thì chúng ta phải phải điều chế được, phải biết kiểm soát được cảm xúc của mình. Có một cái công thức của người thành công ghi dịch luôn các anh chị hãy ghi xuống cái công thức này nha. Cái công thức này là áp dụng cho cả mọi cái trường hợp, mọi cái tình huống luôn các anh chị. Và đó là suy nghĩ tạo ra cảm xúc, cảm xúc cho ra hành động, và hành động thì nó mới tạo kết quả các anh chị ha. Vậy thì cái kết quả nè, và mình sẽ suy ngược lại cái kết quả hiện tại các anh chị đang có, nó đến từ cái gì ạ? Nó đến từ cái hành động của mình. Mình đã có những cái hành động gì? Ví dụ hiện tại anh chị đang có mối quan hệ bất hòa với gia đình của mình, với chồng, với vợ, với gia đình, với con cái. Vậy thì trong cái khoảng thời gian đó, các anh chị có những cái hành động gì để khiến cho cái kết quả đó nó như vậy? Tại vì luôn luôn có nguyên nhân mới có kết quả các anh chị. Luôn luôn có nguyên nhân mới có kết quả anh chị ha. Vậy thì trong cái khoảng thời gian đó, mình đã có những cái hành động hòa hợp, yêu thương, hay là mình đã làm tổn thương cái những cái con người xung quanh của mình?
mình đã có những cái lời nói, có những cái hành động mà làm tổn thương tới người thân yêu của chúng ta, đúng không các anh chị? Đúng là hồng ngọn của mình đó. Hay là các anh chị mong muốn hòa hợp nhưng mà mình chẳng có bao giờ làm một cái động tác hòa hợp gì với gia đình của mình, với người chồng của mình, người vợ của mình, thì làm sao các anh chị có mối quan hệ hòa hợp được, đúng không ạ? Và cái hành động này nó đến từ đâu các anh chị? Nó đến từ cảm xúc của mình. Khi mà nói tới cái kết quả là ví dụ như anh chị muốn hòa hợp thì anh chị phải có cái hành động. Vậy thì làm thế nào để chúng ta có cái hành động gắn kết đây? Ví dụ như anh chị nghĩ tới cái mục tiêu 30 ngày, mục tiêu tháng 12 này của anh chị là 100 triệu đi. Mà anh chị nghĩ tới 100 triệu, anh chị chơi chơi cảm xúc, anh chị không có 100 là kệ 100, còn mình là mình, mục tiêu là mình, mục tiêu là mục tiêu mà mình là mình. Và các anh chị không có một cái cảm xúc nào cả khi nghĩ tới mục tiêu. Khi nghĩ tới mục tiêu mình phải hào hứng, mình phải phấn khởi. À, có một cái bí kíp là sống như đã đạt được rồi. Hình dung tưởng tượng và sống như đã đạt được rồi. Vậy thì các anh chị hình dung tưởng tượng là ngày 30 tháng 12 này, các anh chị có bức tranh tài chính đó, các anh chị ở đâu, các anh chị vui như thế nào, ai là người ăn mừng cùng với các anh chị, ai là người chúc mừng đầu tiên các anh chị, ai là người mà các anh chị chia sẻ đầu tiên, có phải là người thân của mình không các anh chị? Không phải là những người mình yêu thương quý mến, đúng không các anh chị? À, vậy thì và khi mà các anh chị trong mối quan hệ cũng như vậy, mình muốn mối quan hệ hòa hợp nhưng mà mình chẳng có cảm xúc gì cả, chẳng đưa ra một cái hành động gì để tạo ra kết quả cả, thì sao các anh chị? Vậy thì cái cảm xúc nó đến từ đâu các anh chị? Nó đến từ suy nghĩ của mình. Ngay từ giây phút này đây, các anh chị có suy nghĩ gì và về mối quan hệ của mình? Các anh chị có mong muốn hòa hợp hay là giữa cái mong muốn chúng ta thường hay bị mắc lỗi cái đó là mong muốn rất là nhiều nhưng một cái niềm tin thì không có, các anh chị? Và ở bên ngoài chúng ta muốn là mối quan hệ hòa hợp, muốn tự do tài chính, muốn thành công, muốn muốn có sức khỏe tốt, nhưng ở bên trong mình á, sâu trong bên trong của mình á các anh chị, mà mình lại không tin rằng mình có thể thay đổi được chồng mình không tin được rằng là mình có thể thay đổi được vợ mình không tin là mình sẽ được hạnh phúc các anh chị. Và cái niềm tin này nó đến từ đâu các anh chị? Tiềm thức của chúng ta. Tiềm thức của chúng ta là những cái gì các anh chị? Những kinh nghiệm, trải nghiệm từ trong quá khứ, từ trong bụng mẹ và kiếp trước của chúng ta luôn các anh chị. Nghĩa là khi mà chúng ta và có một cái niềm tin nào đó là hiện tại trong 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 gia đình của anh chị, trong chính cơ thể của các anh chị có những cái niềm tin đó mà mình không biết luôn các anh chị. Không biết luôn. Như bản thân Nhi, trước đây Nhi có một cái niềm tin là về mối quan hệ anh chị nhé, là mình đến không đến được với người này thì mình đến với người khác. Trên đời này cha mẹ chỉ có một nhưng mà chồng vợ thì đầy các anh chị ha, thì đầy vợ chồng như áo cởi ra thì đổi các anh chị ha. Mà mình có những cái mức, mình có những cái niềm tin mà mình không nghĩ là mình đã có những cái niềm tin đó các anh chị, nó sai lệch từ trong suy nghĩ của mình, từ trong cái tiềm thức của mình luôn các anh chị, mà mình không biết, mà mình không biết luôn. Và chính vì những cái niềm tin đó nó khiến cho mình luôn suy nghĩ chưa có đúng đắn các anh chị, và suy nghĩ này nó tạo ra cảm xúc đúng không các anh chị, và cho ra cái hành động, và hành động đã cho ra cái kết quả. Vậy thì các anh chị sâu chuỗi lại nha, sâu chuỗi lại cái kết quả mình đang có hiện tại thì nó đến từ cái gì các anh chị? Nó đến từ cái niềm tin của các anh chị. Vậy thì anh chị thấy cái niềm tin nó quan trọng không ạ? Và để có cái niềm tin này không phải ngày một ngày hai chúng ta thay đổi các anh chị nhé. Và Nhi rất là biết ơn cái chương trình rèn luyện thân tâm trí trong môi trường câu lạc bộ của chúng ta sẽ giúp cho Nhi nhận ra được mình có những cái niềm tin đó. Vậy thì các anh chị hãy ngồi xuống, ghi xuống là mình đã có cái niềm tin gì chưa đúng về người chồng, người vợ của mình. Chưa đúng thì các anh chị ghi ra nha. Và chúng ta sẽ chuyển hóa, chúng ta sẽ thay đổi. Và chúng ta sẽ rèn luyện các anh chị, cho phép mình rèn luyện nha. Tại vì không thể nào mà một cái buổi gym này hôm nay Nhi có thể thay đổi được cả một con người khác được các anh chị. Chúng ta phải có một cái hành trình rèn luyện. Cũng giống như chị Hà Phạm lúc nãy chia sẻ là chị cũng phải rèn luyện cùng với câu lạc bộ mấy tháng vừa qua, liên tục và liên tục thì mới tạo ra kết quả. Và cái kết quả mà các anh chị thấy đổ vàng đúng không anh chị, và thu nhập tăng 100%, lợi nhuận 200 triệu. Mà bên ngoài các anh chị ấy làm bao nhiêu năm nay có được cái số tiền đó không? Không, không có các anh chị ha, không có cái số tiền đó. Vậy thì để có số tiền 200-300 triệu đó thì chị Hà Phạm đã phải rèn luyện mà các anh chị, nó không thể ngày một ngày hai được.
Không thể nào mà bây giờ cái mối quan hệ của mình nó đang bất hòa mà mình không có một cái hành động nào, mình không có một cái hành động nào mới để mà thay đổi thì làm sao có kết quả thay đổi được, đúng không các anh chị? Và chị Hà Phạm là bản thân Nhi cũng như vậy, các anh chị học được cái kiến thức này mỗi buổi sáng, mỗi buổi trưa, mỗi buổi tối, các anh chị thức dậy và các anh chị vào gym, các anh chị học và các anh chị rèn luyện và các anh chị ứng dụng để tạo ra kết quả cho mình, và các anh chị lên Zoom chia sẻ ăn mừng thành công, thì cái người chia sẻ môi trường câu lạc bộ của chúng ta, các doanh nhân vô cùng hạnh khi thấy được rằng cái kiến thức của câu lạc bộ chia sẻ cho các anh chị và các anh chị ứng dụng tạo ra được cái kết quả. Và Nhi cũng như vậy các anh chị, và chính thức là Nhi cũng đã đạt được cái cả những cái mục tiêu mà mình đưa ra trong khi mà mình ghi xuống, khi mình ghi, ghi xuống mình ra quyết định các anh chị, thì Nhi cũng đã đạt được cái lợi nhuận mỗi tháng của mình và 9 con số trở lên các anh chị ha, lợi nhuận 9 con số và duy trì như vậy suốt 1 năm vừa qua các anh chị, rất là tuyệt vời. Và Nhi cũng đã có được một cái doanh nghiệp riêng của mình phát triển trên toàn quốc và vươn ra thế giới rồi các anh chị, rất là tuyệt vời. Và cái kết quả của Nhi á thì nó nằm ở cái gì các anh chị, nó nằm ở cái quyết định của mình, và từ cái quyết định của mình và Nhi đã cho phép mình học và rèn luyện cùng với môi trường và câu lạc bộ trạng thái hóa vàng trong những cái nhóm rèn luyện thân tâm trí. Bao nhiêu trong số các anh chị tuần vừa rồi các anh chị đã làm cái quy trình cá chép hóa rồng? Lúc nãy chị Hà Phạm có nhắc tới cái quy trình cá chép hóa rồng tại chương trình offline đúng không ạ? Tới những anh chị nào mà chưa làm thì các anh chị comment chưa cho như thấy được không ạ? Còn những anh chị nào làm rồi thì comment tôi ạ. Ông chị nào chưa làm quy trình cá chép hóa rồng thì comment chưa cho như thấy được không ạ? Anh Lô Phạm đúng không ạ? Rồi chị bé, chị bé gái bộ, anh Việt, và những anh chị mới, những anh chị mới chưa làm cái quy trình này thì các anh chị chưa biết được là mình mạnh như cỡ nào nữa các anh chị. Chị Hà Phạm làm cái quy trình cá chép hóa rồng, và trước khi các anh chị làm quy trình cá chép hóa rồng, các anh chị sẽ được chủ tịch Trịnh Quốc Huy mà chia sẻ mình phải làm cái thiết kế nhìn cuộc đời của mình ít nhất là 1 năm, để mà năm sau mình ngồi đây mình có cái sự thay đổi như thế nào. Đừng nói xa xôi quá, chỉ cần 1 năm thôi các anh chị, là các anh chị ngồi xuống viết xuống những cái mục tiêu của mình, cái thiết kế bánh xe cuộc đời của mình, thì trong bánh xe cuộc đời của mình nó có bảy cái điều mà để giúp cho chúng ta phải hoàn thiện, để giúp chúng ta phải phát triển mỗi ngày. Trong đó có mối quan hệ, trong đó có mối quan hệ các anh chị. Không thể nào ở chúng ta là con người mà chúng ta đang giao tiếp với người đúng không các anh chị? Vậy thì mối quan hệ giữa người với người là cái mối quan hệ cực kỳ phức luôn các anh chị, cái phức tạp luôn đúng không các anh chị ha. Có thể là mỗi người sẽ có một cái quan điểm khác nhau, mỗi người sẽ có một cái cách sống khác nhau, mỗi người sẽ có nhìn nhận khác nhau. Vậy thì làm thế nào để chúng ta phải được hòa hợp nhau chứ, chúng ta bất đồng nhưng mà không được bất hòa các anh chị nhé. Và gia đình cũng như vậy, có thể là mình bảo vệ cái quan điểm của mình nhưng mà trong cái mối quan hệ giữa người với người thì chúng ta không nên hòa các anh chị, chúng ta luôn đưa ra cái tiêu chí là tôi hòa hợp với tất cả mọi người nhé, tôi hòa hợp với tất cả mọi người. Khi có ai đó không có mình hay là mình không thích họ thì mình luôn nói với chính bản thân của mình là tôi hòa hợp với tất cả mọi người, và đó là cái câu mà Nhi luôn nói với chính bản thân của mình các anh chị. Và để hòa hợp với tất cả mọi người thì các anh chị phải có mối quan hệ gắn kết với chính mình các anh chị. Ngày đầu tiên khi mà vào môi trường câu lạc bộ á, doanh nhân Bảo An có chia sẻ với Nhi rằng là chị muốn thay đổi người khác á, chị muốn mà mối quan hệ hòa hợp với người khác thì đầu tiên chị phải hòa hợp với chính mình. Không hiểu các anh chị, lúc đó tư duy còn ở dưới này không hiểu là hòa hợp với chính mình là hòa hợp với cái gì các anh chị. Còn doanh nhân Bảo An nói là bạn chỉ cho cái thứ mà mình có thôi, còn mình không có lấy gì cho. Bạn nhà bạn đang có rau muống, bạn mang rau muống cho hàng xóm mình được, với bạn không thể cho bó xà lách được đúng không các anh chị. Vậy thì ở trong mối quan hệ cũng như vậy, các anh chị không có tình yêu thương, không có lòng biết ơn thì các anh chị cũng chẳng cho ai được cái điều đó. Các anh chị không biết chăm sóc bản thân của mình thì làm sao các anh chị chăm sóc chồng của mình, con của mình đúng không các anh chị? Ngay cả bản thân của các anh chị mà các anh chị còn không yêu thương được thì làm sao mà mình yêu thương người khác được? Đó chính là cái mà mình đang có, mình cho đó các anh chị. Mình không có cái tình yêu thương, không có lòng biết ơn, mình đâu có cho người khác được cái thứ đó đúng không các anh chị? Đó là Nhi đã hiểu ra được cái như vậy đó các anh chị. Hiểu ra được rằng là mình phải hòa hợp với chính bản thân của mình. Vậy thì để cái mối quan hệ hòa của các anh chị hiện tại như là chồng của mình hay là mẹ chồng hay là gia đình chồng đúng không ạ, vậy thì nó đến từ mình.
Nhớ nha, nó đến từ mình. Trên đời này chỉ có ta và luật hấp dẫn thôi các anh chị. Cả những gì mà nó đến với mình á, là do mình hấp dẫn về. Mình cùng tần số mình hấp dẫn về. Tại sao trong hàng triệu người trên thế giới mình không gặp người khác mà mình gặp đúng ông chồng của mình đúng với cái người vợ của mình các anh chị. Tại sao như vậy các anh chị? Và chúng ta cùng tần số với nhau các anh chị. Chúng ta luật hấp dẫn là những gì à, giống nhau sẽ hấp dẫn và lẫn nhau đúng không các anh chị? Các anh chị có một cái điểm tương đồng gì đó với người chồng, người vợ hay là cha mẹ con cái của các anh chị, có một cái điểm gì đó mà nó tần số với nhau, nó mới hấp dẫn nhau về các anh chị à, đúng không ạ? À? Cho nên là có những gì nó đến với mình, cái kết quả hiện tại nó đang có với mình là do mình hấp dẫn về. Để nhớ cái nguyên tắc này, và nếu mà nó do mình thì bây giờ mình đổ lỗi cho ai được các anh chị? Tại vì ông chồng tôi thế này, tại bà vợ tôi thế kia, tại mẹ chồng tôi không có hiểu tôi, mà tại ai các anh chị? Không tại ai cả, mà nó đến từ mình, cho nên là mình phải chịu trách nhiệm các anh chị, chịu trách nhiệm với cuộc đời của mình các anh chị nhá. Nó nghĩa là mọi thứ nó đến từ mình, vậy thì từ mình mà chuyển hóa ra, từ mình chuyển hóa ra được các anh chị. Và đầu tiên các anh chị cần hòa hợp với chính thân của mình, yêu thương chính mình, biết công nhận chính mình. Tại sao trong các buổi gym của các anh chị là cùng thành công, ghi nhận thành công các anh chị? Ghi nhận thành công nó để làm gì các anh chị? Để giúp cho mình công nhận chính bản thân của mình, yêu thương bản thân của mình, ghi nhận những cái gì mình làm được các anh chị. Và trong mối quan hệ cũng như vậy, trong quan hệ cũng như vậy các anh chị. Và mình không có nhận rằng mình có một cái gia đình hạnh phúc, nào trong tâm trí của mình cũng nói là người chồng mình thế này, người vợ mình thế kia. Mình đổ lỗi các anh chị, mình đổ lỗi, và cái tư duy đổ lỗi thì nó không giúp mình thành công được các anh chị ha, nó không giúp thành công được. À, lúc nào mình cũng đi đổ lỗi cho cái bên ngoài các anh chị. Và một cái quy luật là thế giới bên trong thì tạo nên thế giới bên ngoài, và thế giới bên ngoài nó phản ánh lại cái thế giới bên trong của chúng ta. Ở bên ngoài chúng ta nói thế này nói thế kia đúng không anh chị, thì tất cả là ở bên trong của chúng ta nó không có điều đó các anh chị, rất là lộn xộn luôn, rất là mâu thuẫn luôn, được mà. Vậy thì cái bí kíp để giúp cho anh chị à, không mâu thuẫn với chính mình, biết hòa hợp với chính mình, thì các anh chị phải ra quyết định, biết được cái điều mình muốn gì. À, đây là cái bí kíp mà trước đây Nhi và Nhi gặp phải à, lúc mà Nhi làm cái quy trình đầu tiên á, lần đầu tiên làm cái quy trình cái chép khóa rồng, chị Hà Phạm có nhắc tới các anh chị. Thì chồng của Nhi lúc đó, con của Nhi có mười mấy tháng thôi, chỉ mới biết đi thôi các anh chị, và nó quá thì nó có được buông tay đâu các anh chị, nó có được bỏ xuống đâu các anh chị, đúng không? Mình làm và chân thì đứng vững chãi, và tay thì cứ giơ lên như thế này, cầm cái bảng tầm nhìn của mình, cầm cái bảng thiết kế cuộc đời, cái bánh xe cuộc đời của mình các anh chị, và không dám bỏ xuống. Nhưng mà lúc đó con khóc quá, hay là chồng mình không có dỗ được các anh chị, mà chồng của mình đá vào lấy điện thoại xuống, khăn xuống đất các anh chị, và không cho như làm cái quy trình cá chép bắt đầu. Đó là lần đầu tiên như nhớ mặt luôn các anh chị, mà nhớ mãi luôn các anh chị. Lúc đó đâu có dám, đừng có dám ra lại, chứ bình thường là thôi đồ với bà đó nghe, bình thường là thôi đồ với bà đó nghe các anh chị. Bình thường là Nhi không chịu thua chồng mình đâu các anh chị. À, trước đây Nhi làm một cái công việc các anh chị, Nhi làm một cái công việc là sale, sale về tài chính, sale về tài chính. Cái này nó cũng hình thành từ cái công việc của mình, từ cái môi trường sống của mình, nó hình thành nên cái tính của mình đó các anh chị. Và giành giật, cực kỳ giành giật với nhau luôn các anh chị. Đi làm ở bên ngoài mà có bốn đối thủ ngồi chung với nhau một chỗ các anh chị, ngân hàng này ngân hàng kia, bốn đối thủ ngồi với nhau luôn các anh chị, và sắp sắp vạt với nhau luôn. Vậy thì bây giờ có vào là mình phải đi trước, à, cái này là của tôi đó nghe, cái này là của tôi đó nghe. Và các anh chị, Nhi là dân lão làng nhất, các bạn Nhi làm ở đó 11 năm rồi các anh chị, lúc nào Nhi cũng giành phần thắng thì mình hết các anh chị, lúc nào cái đó là của chị đó nghe, em là không có được giành của chị đó. Và nó ảnh hưởng tới cái của Nhi luôn, từ từ cái môi trường làm việc các anh chị. Giành giật có nghĩa là giành giật, lúc nào cũng giành phần thắng các anh chị. À, ở bên ngoài mình làm rất là cạnh tranh luôn, nhưng mà cùng biết ơn môi trường câu lạc bộ nó giúp Nhi thay đổi, phải nói là 360 độ. Một con người mà trước đây rất là thích hơn thua người khác, rất là thích nóng thích các anh chị, bây giờ vô cùng mát mẻ các anh chị, từ lời ăn tiếng nói rất là bình tĩnh, biết biết trước biết sau các anh chị. Và nhờ vào cái môi trường nó rèn luyện mình đó, chứ nếu mà thảo Nhi vào cái môi trường ở bên ngoài y như vậy thì thật sự Nhi không được lên gym đâu các anh chị. Nên là vô cùng biết ơn môi trường câu lạc bộ, kể ra được là cái tính xấu của Nhi ngày trước đó các anh chị, được cải tà quy chính, được cải tà quy chính các anh chị ha. Và cho nên là các anh chị và các anh chị rèn luyện trong môi trường của câu lạc bộ các anh chị, các anh chị được
là nhiều cái giá trị, và được rất là nhiều cái giá trị mà các anh chị không ngờ rằng mình có thể thay đổi được. Và chính vì Nhi thay đổi được bản thân của mình, các anh chị, Nhi không hề đi thay đổi chồng mình đâu các anh chị. Học được cái bí kíp là mình không có quyền thay đổi ai cả, trừ khi mình thay đổi. Và khi mình thay đổi thì cả thế giới xung quanh mình mới thay đổi các anh chị. Và Nhi thay đổi chính bản thân của mình các anh chị, và biết biết nhường nhịn, biết lắng nghe, biết thấu hiểu hơn. Ngày trước đó là mình chỉ có cái gì mình yêu cầu người ta theo cái mình muốn các anh chị, chứ không phải là cái họ muốn. Chồng của mình á các anh chị đơn giản lắm, những anh chồng họ đơn giản lắm, họ cần cái gì các anh chị, cần cần yêu thương, cần sự quan tâm của mình các anh chị. Nếu mà cái kết quả các anh chị đang bất hòa lúc này á, các anh chị hãy để ý là mình quên quên yêu thương, quên lắng nghe, quên chia sẻ với chồng mình, đúng không? Và đúng như vậy, như đúng như vậy các anh chị, như quên mất, như lo học quá các anh chị, lo làm kiếm tiền, nó chỉ nghĩ tới tiền 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 thôi, nó nghĩ tới mối quan hệ nó quan trọng như vậy các anh chị. Cho đến khi mình vào mình học thì mình mới biết là quan hệ nó tạo ra tiền tệ, và không thể nào mà không thể nào mà cái mối quan hệ của các anh chị nó được mà các anh chị thành công và giàu có, khó các anh chị. Nó chưa dễ dàng đâu các anh chị, mà tại vì mình phải bình an, bình an ở bên trong thì nó mới giúp cho mình ở bên ngoài. Và các anh chị để ý nha, khi mà các anh chị có mối quan hệ hòa hợp á, nó cũng thể hiện trên chính khuôn mặt của các anh chị luôn, chính làn da của các anh chị luôn, chính cái cảnh quan ở bên ngoài của các anh chị. Họ kêu là tâm thì sinh tướng, các anh chị thì sinh tướng. Ở bên ngoài mà chúng ta nhìn khổ các anh chị, thì chứng tỏ là ở bên trong mình nó đang có một cái điều gì đó khiến cho chúng ta phải lo lắng, khiến cho chúng ta phải day dứt, khiến cho chúng ta phải suy tư, đúng không các anh chị? Nhưng mà bên trong của các anh chị á, nó thoải mái, nó bình an á, thì ở bên ngoài của các anh chị nó lự lạc lắm, mà mọi thứ nó đến với các anh chị rất là nhẹ nhàng, rất là dễ thương. Và bản thân của Nhi cũng được minh chứng điều đó các anh chị. Khi mà Nhi chịu thay đổi bản thân của mình, chịu ngồi xuống lắng nghe mình, thay đổi mình, điều chỉnh mình hàng ngày các anh chị, biết thực hành tình yêu thương và lòng biết ơn với chồng của mình, các anh chị. Có nhiều chị nói rằng là Nhi ơi, nói thiệt với em chứ chị chỉ muốn xin cách thôi. Và trong khi mà chị muốn có nghĩa là chị đã đưa ra cái quyết định đó rồi, đúng không ạ? Thì làm sao cái kết quả nó hòa hợp được, đúng không? Cho nên là cái điều mà các anh chị mong muốn, cái điều mà các anh chị khao khát ngay bây giờ, ngay lúc này, nó là cái gì, nó quyết định đến kết quả của các anh chị. Và lúc đó doanh nhân Bảo An nói là mong muốn cái gì, chị mong muốn cái điều gì ngay lúc này, ngay bây giờ, thì muốn sự hòa hợp. Vậy thì hòa hợp thì chị phải như thế nào ạ? Phải lắng xuống, chứ không phải hòa hợp mà cứ bùng bùng lên, vẫn cái tính cách cũ, đúng không các anh chị? Cái tính cách cũ không có hành động nào mới hết, vẫn lồng lộn lên, thì làm sao người chồng mình có thể chấp nhận mình được, không anh chị? Lúc này đây dịu xuống, đúng không anh chị? Dịu xuống, học tập thay đổi. Mà có nhiều anh chị nói là Nhi ơi, chị vào học gym câu lạc bộ liên tục như thế này, thời gian đâu mà lo cho chồng lo cho con. Các anh chị, chúng ta luôn dư dả thời gian các anh chị, người nào cũng có 24 tiếng đồng hồ ở trơn á, nhưng mà quan trọng là chúng ta không biết sắp xếp, và chúng ta không đưa ra yêu cầu. Chúng ta không đưa ra yêu cầu thì chúng ta không được chấp nhận các anh chị nhé. Không đưa ra yêu cầu thì không được chấp nhận và không được hậu thuẫn. Nhưng mà khi mà chúng ta đưa ra yêu cầu là tôi có dư dả nguồn lực, tôi có dư dả thời gian, và tất cả mọi người xung quanh của chúng ta đều là quý nhân, đều là nguồn lực, ngay cả con của mình, chồng của mình, mẹ chồng của mình, tuyến trên tuyến dưới, anh chị em hàng, đối tác, những cái mối quan hệ, những con người xung quanh của chúng ta đây, chúng ta đang đang có những cái mối quan hệ xung quanh của chúng ta đều là quý nhân, đều là nguồn lực hết cả nhà nha. Ngay cả cái người mà dạy cho chúng ta những cái bài học, trong cuộc đời của chúng ta cũng là quý nhân luôn các anh chị. Và chúng ta phải nhìn nhận ra được cái điều đó, chứ không phải là tại vì sao cuộc đời của tôi lại gặp cái người này, cái người kia, tại vì sao như vậy. Và chúng ta cứ liên tục đi tại vì sao, đi tìm cái nguyên nhân ở bên ngoài các anh chị, và chúng ta cứ chữa cháy. Và nếu như mà chúng ta không thay đổi cái gốc rễ mới tạo nên hoa trái các anh chị. Chúng ta không thay đổi cái tư duy, cái lối suy nghĩ của chúng ta, tại vì lúc nãy mình mới chia sẻ cái công thức, chỉ một cái công thức đó thôi các anh chị, đó là suy nghĩ ra cảm xúc, cảm xúc cho ra hành động, và hành động cho ra kết quả. Kết quả hiện tại nó đến từ cái suy nghĩ của các anh chị, và suy nghĩ nó đến từ cái niềm tin của các anh chị. Và rất là may mắn khi mà các anh chị vào trong cái nhóm rèn luyện thân tâm trí,
chủ nhật tuần tới đây, các anh chị sẽ được học rất là chi tiết thể những cái quy trình, những cái ứng dụng như thế nào mà bản thân Nhi hay là chị Hà Phạm lúc nãy, hay là rất là nhiều anh chị đang có mặt trong Zoom ngày hôm nay, được hòa hợp cái mối quan hệ nhờ vào cái bí kíp trong cái nhóm rèn luyện thân tâm trí các anh chị. Và ví dụ như các anh chị muốn hòa hợp với chồng đúng không ạ, mà lúc nào các anh chị cũng nói tôi với ông hết, những cái ngôn từ các anh chị chưa bao giờ dù cho lúc mà giận hờn cỡ nào đi chăng nữa, nhưng không bao giờ xưng xưng hô như vậy với chồng mình các anh chị, chưa bao giờ, lúc nào cũng là vợ vợ chồng chồng và anh em, nhưng mà Nhi thì không có kêu anh em, tại vì lúc đó chồng của Nhi học cùng lớp với Nhi các anh chị, là lúc đó là cũng xưng tên các anh chị, lúc mà ngày xưa đi học đó là xưng tên, cho đến khi mà hôn thành chồng rồi á thì là gọi là vợ chồng, nhưng không gọi anh được nhưng mà gọi vợ chồng hoặc là ba mi mẹ mi à chị, nó rất là dễ thương các anh chị, chứ không bao giờ Nhi dùng những cái ngôn từ mà nó mạnh để mà lúc mà giận nhau cũng như vậy. Đó là cái nguyên tắc của mình, đó là cái nguyên tắc, các anh chị phải có một cái nguyên sống như vậy các anh chị, và cái nguyên sống như vậy các anh chị ha, không không bao giờ mình nói những cái lời không có hay, những cái ngôn từ không có hay về chồng của mình, dù là lúc đó mình có đang nóng giận hay là đang chưa vui thì mình cũng không có nên nói cái câu đó ra, không nên nói những cái ngôn từ đó ra các anh chị ha, nó tổn thương lắm các anh chị, có những anh chị cực kỳ tổn thương luôn, mày tao vợ chồng đầu óc tay gối mà mày tao, các anh chị không nên xưng hô như vậy, và không nên xưng hô như vậy các anh chị ha, và mình đó là cái hành động của mình đó, nếu mà lỡ mà trong quá khứ các anh chị có những cái câu mà mày tao hay là ông tôi hay là có những cái đó, thì bây giờ các anh chị thay đổi, đó là hành động mới với các anh chị được không ạ, và muốn hòa hợp mối quan hệ thì không thể nào mà chúng ta xưng xưng hô như vậy được các anh chị, không mình phải có cái hành động mới được không ạ, và biết được rằng là chồng của mình thích cái gì chứ không phải là mình thích, biết là ngày lễ đó, ngày lễ mình thích cái này thích cái kia đó, nhưng mà mình phải biết được rằng là yêu thương người khác là mình phải yêu thương cái mà họ mong muốn các anh chị. À, ngồi lại biết được là chồng mình thích cái gì, đôi khi những người chị những người vợ ở đây không biết chồng mình thích màu gì, không thích mà có khi là không biết được cái size quần size áo của chồng mình là size bao nhiêu các anh chị, không biết luôn đúng không các anh chị, không biết luôn, không để ý luôn, chỉ biết là mình mang giày size 38 áo size ML XL mà không biết chồng mình mặc size gì, không biết chồng mình thích cái màu gì, không biết chồng mình thích cái thể loại phim gì, hay là muốn vợ mình như thế nào không biết luôn, hay là các anh chồng cũng không biết luôn, chỉ biết mình thôi các anh chị đó, trước đây như như vậy đó các anh chị, như vậy đó các anh chị, nhưng không biết luôn, chỉ biết là mỗi lần đi mua giày cho chồng là phải dẫn chồng đi theo, ừ như vậy đó, ông mang vừa cái chân thì ông lấy đi chứ không biết là chồng mình là mang giày size 38 các anh chị, mình tinh tế ở chỗ này mà mình thay đổi hành động mới đó các anh chị, thay đổi mình tinh tế ở điều đó, chồng mình thích cái gì và vợ mình thích cái gì, mình qua đi các anh chị, những cái ngày lễ, những cái ngày Tết hay là những ngày sinh nhật hay là một cái ngày nào đó mà mình có thể dành tặng cho chồng mình một cái điều bất ngờ, mình cái điều bất ngờ các anh chị, chồng mình thích cái món ăn gì mình phải nấu cái món mà chồng mình thích, chứ không thể là lúc này mình cãi nhau rồi đúng không, ông đi ăn cơm chịu đi tôi không có nấu cho mà, không các anh chị, nếu các anh chị muốn cái mối quan hệ hòa hợp thì không thể đưa ra cái hành động như vậy, không thể đưa ra cái hành động như vậy được các anh chị, cho nên là cái điều mà các anh chị ra quyết định đó, nó quan trọng lắm các anh chị, mình tập trung vào kết quả mình mong muốn, có đôi khi là trong 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 quá trình chung sống với nhau các anh chị thì Nhi trong mối quan hệ của Nhi liên tục xảy ra những cái vấn đề, liên tục xảy ra những cái vấn đề các anh chị, và có những đêm Nhi khóc cả đêm luôn, nhưng mà sáng nay Nhi vẫn vào Zoom các anh chị ha, cả đêm luôn, là vì cái mối quan hệ của mình nó đang có vấn đề, nó đang có vấn đề, vậy thì lúc đó Nhi chưa vội đi điện cho chị Hà Thủy hay là cho nhân Võ An đâu, không, Nhi học được có một cái bí kíp, đó là mình ngồi lại với chính mình thưởng thức, mình quan sát chính mình và mình mong muốn cái điều gì đây, kết quả mình mong muốn là cái gì đây trong mối quan hệ này đây, Nhi biết rằng trong cái mối quan hệ vợ chồng á nó nhạy cảm lắm các anh chị, sẽ có những cái giây phút bị say nắng hay là có những cái giây phút là mình
mình nói những cái lời tổn thương tới người khác á, cái tự nhiên á là cái người nào đó nó mang tới cái luồng gió mới, cái mình bị xao động. Có anh chị nào bị như vậy không các anh chị? Có nha, trong mối quan hệ rất may là Nhi biết tỉnh thức, rất may các anh chị, rất may các anh chị nha, là mình biết tỉnh thức lại, mình biết quan sát lại. Kết quả mình đưa ra là cái kết quả mình mong muốn ở đây là gì? Có những đêm Nhi khóc như vậy đó các anh chị, và chuyển đổi luôn ngay tại thời giây phút mà mình suy nghĩ đó, quả mình mong muốn là gì? Hòa hợp. Có nhiều anh chị á, có nhiều anh chị mong muốn cái mối quan hệ hòa hợp mà có những cái hành động vui lắm, đi lục ví chồng mình, đi lục túi chồng mình, đi lục điện thoại chồng mình để coi thử là nhắn tin cho ai, ngò hết luôn Facebook, Zalo, điện thoại, Google, cái gì cũng cũng lôi hết ra để coi thử là chồng mình có đi kết nối với ai không, có này kia không. Tức là cái mong muốn của anh chị là mong muốn hòa hợp, nhưng mà hành động thì trái ngược với cái mong muốn của các anh chị, thì làm sao các anh chị hòa hợp được? Có nghĩa là ở bên trong của anh chị đâu có tin được rằng là chồng mình chung thủy với mình hay là vợ mình chung thủy với mình đâu các anh chị, không có tin mà cứ đi mà cứ làm cái hành động đó, cứ me me chồng ngủ hay là me me vợ ngủ, cứ đi kiểm tra các anh chị. Có anh chị nào làm vậy không các anh chị? Không nha. Khi mà mình đã đưa ra một cái quyết định nào đó, mình phải tin tưởng cái người chồng, cái người vợ của mình, đúng không ạ? Cho nên là cái mong muốn và cái thân tâm trí của mình phải hợp nhất, và câu lạc bộ mình hay nói là thân tâm trí phải hợp nhất đó các anh chị. Mong muốn, niềm tin và hành động của mình nó phải nhất quán, nó phải nhất quán. Có những anh chị không có rèn luyện được cái tính nhất quán đó các anh chị, cái tính nhất quán nó cực kỳ cao. Và khi mà các anh chị đưa ra cái quyết định là bây giờ là sự việc đúng không, sự kiện nó đã xảy ra rồi, có những cái sự kiện nó đến với mình, nó đã xảy ra rồi, chúng ta không thay đổi được, vậy thì cái kết quả mà chúng ta mong muốn trước cái sự kiện này là như thế nào, là như thế nào? Nếu các anh chị mong muốn hòa hợp thì không thể nào các anh chị cứ làm những cái hành động đó mãi được. Các anh chị phải hòa hợp thì mình phải tha thứ, phải tha thứ đúng không các anh chị, phải tha thứ, phải bao dung chứ. Chứ mình cứ cứ lấy cái lỗi sai của người khác mà mình cứ chì chiết, mình cứ đánh giá, mình cứ phán xét, mình cứ nói này nói nọ thì làm sao mà mối quan hệ nó hòa hợp được. Hãy bao dung, hãy tha thứ, hãy từ bi. Và những cái chương trình hôm trước như có chia sẻ, tháng trước như có chia sẻ các anh chị, bao dung, tha thứ và từ bi. À, đúng mà. Cho nên là ví dụ cái sự kiện nó đã xảy ra rồi, bây giờ cái kết quả mình mong muốn là gì? Và như chuyển đổi luôn, như chuyển đổi luôn trong cái lúc mà mình đưa ra cái suy nghĩ đó, bây giờ muốn hòa hợp thì mình phải thay đổi. Mình không thể nào mà nói là phải thế này, không phải thế kia, mà mình thay đổi chính bản thân của mình trước, được không các anh chị? Thế giới thay đổi khi mà mình thay đổi thôi, trong của mình thay đổi. Cái câu mà các anh chị có một cái niềm tin mà hồi xưa các anh chị hay hay nghe các anh chị, giang sơn thì dễ đổi, bản tính thì khó dời, đúng không các anh chị? Chị tin luôn cái câu đó, thấy đó là nó chưa đúng không các anh chị, nó chưa đúng không các anh chị nha. Gian sang thì dễ đổi mà bản tính khó dời, của tôi có tính trăng hoa nhưng sao mà ông ta thay đổi được. Ủa bây giờ anh chị muốn chồng mình hết trăng hoa không, đúng không? Chồng của mình vũ phu gia trưởng, làm sao tôi thay đổi được ổng đây, cái bản tính của ổng đó làm sao tôi thay đổi được. À, đúng không anh chị? Tao có tiếng, tao có tiếng đâu các anh chị. Vậy thì các anh chị thấy mình mâu thuẫn không, thấy mình đang tin một cái niềm tin nó chưa được đúng, đúng không các anh chị? Thay đổi ngay, thay đổi ngay. Cái này là Nhi đã học được trong môi trường câu lạc bộ đó các anh chị, đã rút ra được cái bài học này trong cái nhóm rèn luyện thân tâm trí đó. Mình bình an của mình nè, của mình mà nó không có bình an, mình không có nhận diện ra tâm của mình, họ kêu tâm an thì trí mới sáng, mới đưa ra những cái quyết định đúng đắn, đúng các anh chị? Lúc mà chúng ta không, của mình nó cứ nháo nhào lên, làm sao mà chúng ta đưa ra những cái quyết định đúng đắn được? Cho nên nó mới rèn luyện thân tâm trí, đúng không các anh chị? Cho nên ai anh chị nào mà chưa có rèn luyện được cái của mình, chưa được rèn luyện cái thân của mình thì vô ngay các anh chị nhé, vô ngay, vì chỉ có 60 ngày thôi thay đổi cuộc đời của các anh chị đó. Giống như Nhi nè, và đúng không ạ, thay đổi cuộc đời của mình 60 ngày các anh chị cho phép mình rèn luyện 60 ngày thay đổi, mà các anh chị đăng ký một lần các anh chị được học trọn đời luôn. Các anh chị đồng hành một lần, bỏ ra cái một lần thôi, đầu tư cho chính bản thân của mình một lần thôi mà các anh chị được rèn luyện cả đời luôn các anh chị. Các anh chị có thấy tuyệt vời và giá trị không ạ? Thanh nhiệt như vậy, câu lạc bộ thì không có lấy phí của các anh chị cả, quan trọng là các anh chị có muốn thay đổi hay không thôi, được không các anh chị? Và các anh chị có khát khao thay đổi hay không thôi. Và các anh chị đúng với mối quan hệ thì các anh chị sẽ đúng với tài chính, đúng với sức khỏe của mình luôn nha.
mình làm một việc là cách mình làm mọi việc các anh chị ha. Khi mà chúng ta mối quan hệ của chúng ta hòa hợp rồi, yên ổn rồi mới an tâm mà làm căn chức. Hồi xưa ông bà mình hay nói cái gì các anh chị? An cư mới lập nghiệp. Hồi xưa ông bà mình nói cái câu đó nó đúng các anh chị, an cư mới lập nghiệp. Mà tức là mình ở bên trong của mình, trong gia đình của mình nó hòa hợp thì mình mới lập nghiệp, mới làm ăn nó mới suôn sẻ được, đúng không các anh chị? Cho nên là lúc mà cái mối quan hệ của Nhi nó được hòa hợp rồi á thì cái tài chính của Nhi nó phát lên như diều gặp gió luôn các anh chị, như diều gặp gió luôn. Từ cái lúc mà một cái cô nhân viên ngân hàng tài chính ấy, thu nhập tháng của Nhi chỉ có 10 triệu thôi các anh chị, có 10 triệu thôi, và Nhi làm lụng rất là nhiều cái công việc khác nhau trong cái lúc mà Nhi làm việc đó, bán rau, bán mắm, bán muối, bán đủ thứ hết các anh chị, làm đủ thứ để mục đích là cái gì? Để gia tăng thêm cái nguồn thu nhập. Nhưng mà vô hình chung mình cứ tập trung vào tiền các anh chị, mình quên mất gia đình của mình. Gia đình tức là cái hậu phương vững chắc nhất của mình để giúp cho mình phát triển, mà mình quên mất các anh chị, bỏ lơ hết. Nhưng mà khi mình vào đây mình được học là mình thành công, là thành công các anh chị, thành công cả ba, khỏe, tài chính, mối quan hệ, thành công cùng một lúc luôn các anh chị. Các anh chị có thấy các anh chị doanh nhân lên ăn mừng thành công mà thành công ba luôn, vì sao như vậy các anh chị? Vì sao được hay như vậy các anh chị? Vì công thức nó đã đúng rồi các anh chị, nó đã đúng với người này thì nó sẽ đúng với người khác. Quan trọng là các anh chị có cho phép mình rèn luyện hay không. Ngay cả cái việc mà các anh chị vào dung sáng này cũng là các anh chị đang rèn luyện mình đó các anh chị. Có phải là khi các anh chị vào học, anh chị đã bỏ ra, đã thực hiện sớm thì cái mong muốn của anh chị là thay đổi cuộc đời, thay đổi mình được mà, mong muốn đó. Nhưng mà cái hành động là không chịu. Bây giờ muốn thành công, muốn giàu có, những cái hành cũng có gì khác đâu. Lúc nãy như bạn nói đó, vẫn mày tao, vẫn ông tôi, vẫn công việc cũ, vẫn tư duy cũ, vẫn thói quen cũ, cái niềm tin cũ, không có thay đổi đâu. Thì làm sao mà có kết quả mới được các anh chị? Làm sao có kết quả mới được, đúng không các anh chị? Chúng ta chỉ hòa hợp, chỉ mối quan hệ của chúng ta nó tốt thì cái tài chính của chúng ta nó sẽ phát triển và như phất lên, như diều gặp gió luôn các anh chị. Thì cái giai đoạn đó Nhi hòa hợp được với chồng mình rồi các anh chị. Từ cái người mà không ủng hộ Nhi bây giờ đã quay sang ủng hộ 100% luôn các anh chị, 100% luôn. Từ những cái việc nhỏ nhất như là giữ con, đi đón con học tập, ngay cả cái kệ sách này, từ lúc trước là chị Nhi dán những cái cảnh đó các anh chị, thì chồng của Nhi xé hết luôn các anh chị, không có cho Nhi. Nhi là theo cái hội Đức Thánh Chúa Trời, mê tín dị đoan, theo cái hội gì đó lừa đảo các anh chị, lừa đảo như vậy đó các anh chị, và không cho phép Nhi làm. Nhưng mà Nhi đã ngồi xuống thực hành tình yêu thương và lòng biết ơn với chồng của mình như cái công thức mà câu lạc bộ chia sẻ, và Nhi chuyển hóa chồng của mình, chứ Nhi không có nói là anh phải thay đổi, em phải thế, em đúng anh sai, không có đúng có sai các anh chị. Đặc biệt nha, trong mối quan hệ không có đúng sai, không có đúng sai, chỉ có một, nếu bạn chọn đúng thì bạn không có hạnh phúc, chỉ có như vậy thôi. Một là bạn đúng, hai là bạn giàu, một là bạn đúng, hai là bạn hạnh phúc. Vậy thì nếu bạn chọn đúng thì bạn không có hạnh phúc, nếu chọn đúng thì bạn không có giàu. Ai cũng giành đúng hết thì làm sao mà, ai cũng cương hết thì làm sao mà có kết quả được, đúng không anh chị? Cho nên là mình phải chọn chọn hạnh phúc, giàu thì chấp nhận nha các anh chị, thì phải chấp nhận được mà. Và bây giờ thì chồng Nhi hậu thuẫn 100% luôn, và thiết kế cho Nhi một cái background ngồi để Nhi học, để Nhi lên Zoom rất là tự tin, rất là đẹp, đúng không cả nhà? Rất là đẹp và rất là biết ơn chồng của mình. Và trong cái khối các anh chị học từ doanh nhân Võ An thì Nhi hoàn toàn học từ doanh nhân Võ An, từ câu lạc bộ của chúng ta, cái bộ công thức này, chứ không đi đâu xa các anh chị. Nhiều các anh chị nói rằng là mình phải đi học cái khóa chữa lành và ở bên ngoài, tốn rất là nhiều tiền, tốn rất là nhiều chi phí các anh chị, nhưng mà chữa lành được đâu, tại vì chúng ta cứ đi tìm cách là cái gì phòng the, rồi cái gì những cái bí kíp, mua rất là nhiều quyển 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 sách các anh chị, quyển sách, quyển vở, hay là những cái khóa học ở bên ngoài để làm gì các anh chị? Để có cái cách á, cái phương pháp á, cái phương pháp nó chỉ giúp cho chúng ta tạm thời lúc đó thôi các anh chị, lúc đó thôi. Cái quan trọng là cái tư duy của các anh chị, cái niềm tin ở bên trong á. Lúc nãy như có nói đó, gian sơn thì dễ đổi mà bản tính thì khó dời các anh chị. Chúng ta tin rằng là cái bản tính của ai đó nó không có thể dời được, nó không có thể thay đổi được. Chồng của tôi gia trưởng lắm, chồng của tôi lăng nhăng lắm, thì chồng của tôi rụng chè bê bết lắm, thì làm sao đây anh chị? Có dùng nào đi chăng nữa nó cũng có thay đổi được,
không thể thay đổi được, tại vì ở bên trong của anh chị đâu có niềm tin đó đâu. Các anh chị đi tìm cách, các anh chị bỏ tiền, các anh chị làm đủ thứ ở bên ngoài hết A B C D, nhưng mà ở bên trong không có tiền, không tin chồng mình thay đổi. Cho nên cái mà thực hành tình yêu thương và lòng biết ơn, lúc tối các anh chị học ở trong ngôi dùm tối các anh chị, hay là trong mỗi dùm sáng của chúng ta, thì chúng ta hãy, vì hai cái trường năng lượng và kỳ mạnh là chìa khóa vạn năng để thay đổi hết mọi thứ, đó chính là tình yêu thương và lòng biết ơn, là cái trường năng lượng mạnh nhất để giúp chúng ta chữa lành cái mối quan hệ. Được mà, cho nên bản thân của chúng ta mà chịu khó ngồi xuống ghi chép những cái bài học mà mình học trong gym để mà mình ứng dụng, kể cả tài chính, kể cả sức khỏe, kể cả mối quan hệ, được không các anh chị? Thực hành yêu thương và lòng biết ơn. Các anh chị nói rằng là cái lúc mà cao trào, cái lúc mà kinh khủng như vậy thì làm sao mà thực hành được các anh chị? Bí kíp, bí kíp là gì các anh chị? À, thưởng thức đó các anh chị nhé. À, hít thở sâu 3 nhịp tới 5 nhịp, chúng ta điều hòa được cái cảm xúc của mình, điều hòa lại cảm xúc của mình. Lúc đó chúng ta bắt đầu ngồi xuống ghi chép hành lòng biết ơn. Và ghi chép lòng biết ơn thì bây giờ là lúc này, lúc đó thì đang 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 rất là cao trào như vậy, thì bây giờ làm sao? Nghĩ tới những cái khoảng thời gian yêu thương của các anh chị. Không không ai sinh ra trên đời mà không có tình yêu thương các anh chị nhé. Không ai sinh ra mà không có đâu các anh chị. Bản thân gia đình của các anh chị như vậy, không ai mà không yêu thương đâu. Quan trọng là mình quên đi, mình quên, mình không có chăm sóc thôi. Cho nên là cái cây tài chính này, cái cây sức khỏe này, cái cây mối quan hệ là ba cái cây mà chúng ta cần phải chăm sóc mỗi ngày, tưới thẳng mỗi ngày, được không ạ? Và cái điều hòa cảm xúc của các anh chị á, nó vô cùng quan trọng. Nếu mà các anh chị không biết cách kiểm soát cảm xúc, không biết cách làm chủ chính mình, cái câu là làm chủ cảm xúc thì làm chủ cuộc đời, thì nhật tuần này các anh chị trong cái chương trình rèn luyện thân tâm trí, các anh chị sẽ được học cái cách để điều chỉnh cái cảm xúc của mình, để kiểm soát cái cảm xúc của mình. Các anh chị nói là khó quá Nhi ơi, khó quá, khó là tại vì sao? Các anh chị chưa biết công thức thôi, chứ các anh chị có công thức giống như Nhi rồi hay là chị Hà Phạm rồi thì các anh chị sẽ giải quyết thì tuyệt vời, nhẹ nhàng, dễ thương, đúng không chị? Vấn đề nó chỉ là vấn đề khi các anh chị không đứng cao hơn vấn đề thôi. Vấn đề nó khó quá các anh chị. Các anh chị thấy là bây giờ các anh chị thường thường suy diễn, thường thường là mình suy diễn là mình có một cái vấn đề nào đó nó như thế này, mà các anh chị cứ là nó to ra, nó to ra, nó qua bản thân của mình nó to ra, nó cứ to ra. Và các anh chị, cái vấn đề mà nó to ra làm sao các anh chị giải quyết được? Các anh chị chỉ giải quyết khi cái vấn đề nó nhỏ. Là làm sao để thấy cái vấn đề nó nhỏ? Tư duy của chị phát triển lên, con chị có tầm nhìn, con chị có tư duy, con chị có kiến thức, chị có sự hiểu biết, thì các anh chị đứng cao hơn cái vấn đề. Chứ bây giờ mình ở ở dưới này, vấn đề ở trên này mà mình ở dưới này, mình không chịu phát triển, mình không chịu đầu tư cho cái trí tuệ của mình, mà mình không chịu thì làm sao mình đứng cao hơn nó được các anh chị? Lúc nào mình cũng đứng dưới như thế này, làm sao giải quyết được, đúng không anh chị? Và cứ đi học cái này cái kia mà cái niềm tin ở bên trong không có thay đổi, cái hành xử, cái hành vi, cái hành động không có thay đổi, làm sao chúng ta hòa hợp được, đúng không ạ? Từ hòa mà chuyển sang hòa hợp thì nó phải thông qua cái gì các anh chị? Nó thông qua cái quy trình thay đổi cái niềm tin. Vậy thì chủ nhật tuần này, nếu các anh chị nào mong muốn thay đổi cái niềm tin của mình về mối quan hệ của mình, thì các anh chị cho phép mình tham gia vào cái chương trình rèn luyện thân tâm trí 60 ngày. Và trong chủ nhật tuần này, các anh chị sẽ được chia sẻ chi tiết cụ thể cái người thầy của Nhi đã giúp cho Nhi có được cuộc sống như ngày hôm nay và được hậu thuẫn 100% các anh chị. Không phải chồng mình không đâu các anh chị. Khi các anh chị hòa hợp với chồng mình thì các anh chị sẽ hòa hợp với mẹ chồng của mình, với gia đình chồng, với em chồng của mình, các anh chị ha. Lúc trước Nhi không được, đã không hòa hợp với chồng rồi thì sẽ không hòa hợp với, giống như là họ kêu là yêu thì yêu 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 gì các anh chị, yêu đường đi lối về, nhưng mà ghét là ghét cả công ty họ hàng luôn. Đúng không các anh chị? Khi mà các anh chị có một cái mối quan hệ bất hòa nào đó với cái người này, cái suy ra người khác luôn, có dòng của họ luôn các anh chị, không không có ưa, ghét cái người này là ghét luôn, ghét lây luôn các anh chị, đúng không các anh chị? Đúng là chúng ta hay gặp trong cuộc sống hàng ngày, nhưng mà khi vào câu lạc bộ các anh chị ha, khác, chúng ta sẽ được thay đổi hoàn toàn khác, chúng ta trở thành một con người khác luôn các anh chị. Yes. À, và bao nhiêu trong số các anh chị cũng mong muốn có một cái mối quan hệ hòa hợp với gia đình của mình, với chồng của mình, với cả mọi người, thì các anh chị cho phép mình tham gia vào nhóm rèn luyện thân tâm trí anh chị nhé. Vì chính cái mối quan chính cái chương trình này nó đã giúp cho Nhi thay đổi, và rất là nhiều anh chị trong nhóm học tập của Nhi thay đổi, như là doanh nhân Thùy Linh nè, hay là
doanh nhân Thất Trịnh này đúng không ạ? Trong buổi Zoom của chúng ta có anh chị nào ứng dụng mối quan hệ hòa hợp thì và đạt được cái kết quả trong cái nhóm rèn luyện thân tâm trí thì các anh chị comment tôi cho như thấy được không các anh chị? Wow, rất là nhiều luôn. Thôi em Nguyễn Tam nè, đó. Từ khi mà hòa hợp với gia đình chồng thì được mẹ chồng bất động sản cho tiền, đúng không các anh chị? Đó, chị Loan Phạm nè, chị Nguyễn Liễu nè, chị Hương nè, doanh nhân Trần Nhiên nè các anh chị. Thời những câu chuyện cực kỳ nổi tiếng luôn, các anh chị đã được kiểm nghiệm, đã được nghe, đã được thấy rồi. Chị Tuyết Nhung nè các anh chị, quá trời là các anh chị luôn đúng không ạ? Vậy thì các anh chị đã tham gia vào cái chương trình rèn luyện thân tâm trí của câu lạc bộ cũng như là doanh nhân Trạng Thái Hóa Vàng, và đã có những cái kiến thức để giúp cho mình đưa ra những cái quyết định đúng đắn, giúp cho mình có những cái tư duy đúng đắn để mà thay đổi cái cuộc sống của mình đúng không ạ? Vậy thì Nhi xin hẹn cả nhà trong cái chương trình rèn luyện thân tâm trí lúc chủ nhật tuần này được không cả nhà? Yes. Và rất là biết ơn cả nhà đã có mặt trong buổi Zoom sáng ngày hôm nay, đã nghe được cái bài chia sẻ này của Nhi. Không có chia sẻ gì